Nam. Từ cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Trên khắp Việt Nam, từ cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in sâu, ghi danh đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con sông sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Nam từ cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang.
trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Khai nước Việt đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu ghi danh đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Cao xa đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Nam từ cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in sâu ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao xa đó những người con ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, đến hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu Lạc Hồng còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam.
trân trọng kính mời các cụ, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Phương hòa cùng khí thế của nhân dân cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, cùng với nhân dân cả nước hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương nhân dịp kỷ niệm 2301 năm ngày sinh của tướng quân Cao Đỗ Vương, một nhà chỉ huy quân sự tài năng ở thời dựng nước, nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết lịch sử, người đã có công giúp An Dương Vương xây dựng thành cổ loa và chế tạo ra lò thần chống giặc ngoại xâm. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, được sự đồng ý của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Gia Bình, hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Đức long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Cao Đỗ Vương năm 2024. Về dự khai mạc lễ hội, về việc đại biểu huyện, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Bình, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Cùng các đồng chí trong thường vụ, thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, huyện, đồng chí thường vụ, huyện ủy viên phụ trách xã, lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch, lãnh đạo ban chỉ huy quân sự, lãnh đạo phòng thông tin, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía xã, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Dưỡng, huyện ủy viên, bí thư ban hoành ngộ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo mặt trận tổ quốc xã Cao Đức, xã Bảo Ninh, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là cán bộ công chức xã, các đồng chí đảng ủy viên, ban giám hiệu ba nhà trường, trạm trưởng trạm y tế, các ông bà đại biểu hội đồng nhân dân xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã qua các thời kỳ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Hữu Hùng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Cao Tấn Kiếm, trưởng ban liên lạc dòng họ Cao Việt Nam, ông Cao Đài, phó ban liên lạc dòng họ Cao Việt Nam cùng các đại biểu hậu duệ dòng họ Cao Việt Nam, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu con em quê hương công ty doanh nghiệp, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và các ông bà là con em quê hương trong xã là Man Tốt Mi, ngoài địa phương, công ty, doanh nghiệp, trạm trại, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu thôn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư chi bộ, công trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận làng, chi hội trưởng các đoàn thể của các thôn,
tổ quản lý đền, đình, chùa trên địa bàn xã và thôn Tiểu Tan, xã Vạn Ninh cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cảm ơn toàn thể nhân dân và du khách thập phương đã về dự lễ hội lễ dân hương nhân kỷ niệm 2301 năm ngày sinh Đức tướng quân Cao Đức Vương. Chúc các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và vạn sự thành công trong cuộc sống. Chúc lễ hội truyền thống quê hương năm Giáp Thìn năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, về chương trình lễ hội gồm các nội dung sau: 1. Nghi thức rước lễ của các hàng tổng; 2. Nghi thức tế hàng tổng, tế công đồng; 3. Văn nghệ chào mừng; 4. Diễn văn khai mạc lễ hội; 5. Khai trống chiêng; 6. Tổ chức lễ dân hương có đoàn đại biểu. Kính thưa các quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lại Đình Tế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã, trưởng ban tổ chức lễ hội lên khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương. Xã Cao Đức nằm ở phía đông nam của huyện Gia Bình, nơi hợp lưu của 6 con sông cổ, có vị trí địa lý đặc biệt về chính trị, quân sự, giao thông. Chính bởi vị trí đặc biệt quan trọng này, ngay từ thời Hùng Vương, người Việt cổ đã tụ cư sinh sống. Trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, quê hương Cao Đức đã ghi dấu bao sự kiện lịch sử của dân tộc, đồng thời là nơi sinh ra và nuôi dưỡng những anh hùng hào kiệt. Sử sách đã ghi danh từ thủa bình minh lịch sử, nơi đây là quê hương của tướng quân Cao Đỗ Vương, vị tướng tài ba nỗi nạn, ông tổ của ngành quân khí và kiến trúc sư xây dựng, người đã giúp An Dương Vương sáng chế nỏ thần và xây dựng thành Cổ Loa, đánh bại quân Triệu Đà xâm lược làm rạng danh non sông đất nước. Cũng tại nơi đây, vào thời nhà Trần, trên vùng đất đục Đầu Giang tại bến Bình Than, xã Cao Đức đã ghi dấu sự kiện lịch sử vua tôi nhà Trần đã tổ chức hội nghị Bình Than bàn kế sách đánh giặc, mở ra lịch sử thịnh vượng với 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông. Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Cao Đức dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết một lòng bám đất giữ làng, không tiếc máu xương đứng lên làm cách mạng giải phóng quê hương. Với những đóng góp to lớn, Đảng bộ, nhân dân xã Cao Đức đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Đức tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cao Đức lần thứ 22 đã đề ra. Nhằm ôn lại truyền thống và tôn vinh thân thế sự nghiệp của tướng quân Cao Đỗ, đồng thời không ngừng giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận xã Cao Đức long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 2301 năm ngày sinh tướng quân Cao Đỗ. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, kính thưa toàn thể buổi lễ, theo thần tích của làng Đại Than, huyện Gia Lương, nay là huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, danh tướng Cao Đỗ quê ở làng Đại Than, Châu Vũ Ninh, là con của cụ Cao Thông và cụ Đỗ Thị. Từ nhỏ, ngài Cao Đỗ đã tỏ ra là người thông minh, hiếu học, lớn lên trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, nổi tiếng khắp vùng. Khi vua An Dương Vương dựng nước Âu Lạc đã ban chiếu khắp nơi cầu người hiền tài ra giúp nước, Cao Đỗ biết tin từ biệt cha mẹ nàng quê thân yêu, quyết mang tài năng ra phò vua giúp nước. Biết Cao Đỗ là người hiền tài, nhà vua rất mừng, đã cùng ông lặn lội ngày đêm đi khắp nước tìm chỗ định đô và đã chọn được Cổ Loa. Nhà vua tin tưởng giao cho Cao Đỗ toàn quyền trong việc chỉ huy quân đội, thiết kế xây dựng thành lũy. Ông đã cùng nhân dân và quân sĩ đào hào xây thành Cổ Loa hết sức kiên cố. Thành xây dựng trên một khu đất rộng lớn gồm 9 vòng xoáy hình chuông ốc thuận tiện cho việc phòng thủ. Thành xây xong, ông lại chế tạo nỏ thần, một kỳ công về quân sự
thời cổ, góp phần quan trọng trong việc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Dựa vào thành cao hào sâu cùng có nỏ thần, Cao Lỗ đã chỉ huy quân đội chiến đấu dũng cảm, đánh lui mọi đợt tấn công của quân xâm lược Triệu Đà. Mặc dù nhiều lần thất bại thảm hại, song dã tâm thâu tính nước Âu Lạc không dừng, Triệu Đà đã sử dụng mưu kế xảo quyệt, sai con trai là Trọng Thủy sang làm con tin ở triều đình Âu Lạc, lại xin cưới con gái vua là Mị Châu để cầu thân. Biết được quỷ kế của giặc, tướng quân Cao Lỗ đã can rắn nhà vua không nên gả Mị Châu cho Trọng Thủy. Ông nói, Triệu Đà mượn cớ cầu hòa, cầu hôn để mưu kiếp nước ta, nhà vua chớ tin. An Dương Vương trúng kế ly gián của giặc mà không nghe lời nói phải của trung thần, đối xử với Cao Lỗ ngày càng xa lánh. Không can gián được nhà vua, lão tướng Cao Lỗ đã xin từ quan rời khỏi triều đình về quê sinh sống. Trước khi đi, ông còn nhắn lại với vua rằng, giữ được nỏ thần thì giữ được thiên hạ, mất nỏ thần là mất thiên hạ. Vua An Dương Vương ngày càng lơ là việc nước, bỏ bế việc quân, càng không cảnh giác trước âm mưu của Trọng Thủy. Sau khi lấy được bí mật về nỏ thần, Trọng Thủy đã trốn về nước cùng cha mang quân sang tấn công Âu Lạc. Không còn bí mật về nỏ thần, thành Cổ Loa nhanh chóng thất thủ. Đất nước Nông Y một lần nữa, tướng quân Cao Lỗ lại cùng quân dân xung trận chiến đấu bảo vệ nhà nước Âu Lạc và cản giặc cho An Dương Vương rút chạy. Thế giặc rất mạnh, quân ta sức tàn kiệt, tướng quân Cao Lỗ đã chiến đấu quả cảm với quân giặc đến hơi thở cuối cùng. Ngài đã hy sinh trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử vào ngày 4 tháng 4 âm lịch. Dân làng an táng ngài tại nơi rất đẹp, tục gọi là Mồ Than, và dựng đền thờ ngài ở bản xã. Ngày nay dấu tích thành Cổ Loa vẫn còn đó, với những ống có nhiều nỗ đặt mũi tên, lấy nỏ, một kho mũi tên đồng hàng vạn chiếc được xếp cẩn thận trong một cái hố vuông rộng chừng 1 mét, được ngành khảo cổ Việt Nam phát hiện tháng 7 năm 1959 trong khu vực thành Cổ Loa. Ở đây cũng phát hiện tìm thấy những phế phẩm mũi tên, di tích nỏ bể, đất nung, nền bếp, nồi nấu khẳng định sự có mặt của nhà nước Âu Lạc. Từ những tư liệu trên có thể nói Cao Lỗ là vị tướng tài của dân tộc. Thời vua Thục Phán An Dương Vương, người có tầm nhìn chiến lược đã giúp vua chọn nơi định đô và xây thành Cổ Loa, một công trình kiến trúc độc đáo và có giá trị to lớn về mặt quân sự quốc phòng. Người thực sự là nhà quân sự nỗi lạc và được tôn thờ là tổ sư của ngành quân khí Việt Nam. Đặc biệt ông là người trung kiên, ái quốc, mặc dù không còn được nhà vua trọng dụng, đã rời khỏi kinh thành, nhưng khi đất nước gặp năm nguy vẫn xung trận cùng quân dân xả thân đánh giặc cứu nước. Kính thưa các cụ, các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, danh tướng Cao Lỗ Vương tuy đã ở cách xa chúng ta hơn 2 thiên niên kỷ với biết bao thăng trầm của lịch sử, song cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn luôn sống mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam qua các thời đại với muôn vàn màu sắc, vừa lịch sử vừa hiện thoại, vô cùng phong phú. Để tưởng nhớ đến công lao, sự nghiệp to lớn của tướng quân Cao Lỗ với dân với nước, nhân dân hai xã Cao Đức, Vạn Ninh từ hàng đời nay đã lập đền thờ và tổ chức lễ hội vào ngày 10 tháng 3 âm lịch để kỷ niệm ngày sinh của ông. Nhằm ôn lại truyền thống hào hùng đánh giặc giữ nước của cha ông ta, cũng là dịp để tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn của hậu thế hôm nay đối với các bậc tiền nhân đã có công trong lịch sử dựng nước của dân tộc, đồng thời để rút ra những bài học trong lịch sử cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta. Có thể khẳng định Cao Lỗ là một vị anh hùng dân tộc, biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh Việt Nam trong thời đầu dựng nước, được nhân dân ta sùng kính, thờ phụng ở nhiều nơi trong suốt hàng nghìn năm lịch sử. Tôn vinh công đức của ông, của các bậc tiền nhân có công với dân, với nước là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là nền tảng văn hóa tinh thần, làm nên sức mạnh vô địch, sức sống trường tồn của đất nước. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, các thế hệ người dân hàng tổng vẫn luôn không ngừng tôn tạo di tích ngày một khang trang, đặc biệt là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Năm 2005, khu di năng mộ đền thờ Cao Lỗ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trong những năm gần đây, khu di tích đã được nhà nước, các cấp, nhân dân địa phương, hậu duệ của ngài, các nhà hảo tâm đầu tư kinh phí trùng tu tôn tạo, tu bổ nhiều hạng mục quan trọng. Sự quan tâm đó thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, cũng như sự tri ân đối với công lao và sự nghiệp của người. Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Đức tiếp tục đoàn kết, giáo dục truyền thống cách mạng, vận dụng sáng tạo, phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của quê hương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Tiếp tục kế bước ông cha thường xuyên chăm lo bảo vệ và xây dựng di tích đền thờ tướng quân Cao Lỗ ngày một khang trang to đẹp hơn, duy trì và tổ chức lễ hội truyền thống quê hương, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giới thiệu thân thế sự nghiệp công lao to lớn của tướng quân Cao Lỗ, để khu di tích của ngài trở thành nơi hội tụ điểm đến của nhân dân và du khách trong tuyến du lịch tâm linh huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để chúng ta có quyền tự hào về con người kiệt xuất danh tướng Cao Lỗ, người anh hùng dân tộc đã làm rạng danh non sông đất nước. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống quê hương mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn kỷ niệm 2301 năm ngày sinh tướng quân Cao Lỗ. Kính chúc các cụ, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, quý khách thập phương sức khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ hội truyền thống quê hương thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau đây là phần lễ dâng hương. Để lễ dâng hương được tiến hành trọng thể và đảm bảo đúng thời gian, ban tổ chức xin kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hướng về tiền đền để chuẩn bị làm lễ.
cao lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in dấu, ghi danh đời đời cho con cháu cao già. Cao già đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam. Khắp Việt Nam từ cao lỗ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan. Người Nga xuống núi sông còn in sâu, ghi danh đời đời cho con cháu cao xa. Cao xa đó những người còn ưu tú đã làm nên hiền hách của núi sông, để hôm nay ngàn đời lưu trang sử của những người con dòng sông cao xa. Bước tiếp cha ông chúng con xin nguyện nói gương người làm rạng rỡ non sông. Dòng máu là không còn chảy mãi trong tim, dòng máu cao xa vẫn luôn chung nhịp đập, để hôm nay và mai sau vẫn mãi quyết ngàn đời là con cháu cao xa, quyết một lòng là con nước Việt Nam, quyết một lòng là con